nhỉ? Chơi giống như là ném cái khác thì nó sẽ đau, còn ném áo thì nó không đau. Bọn này nó khôn phết đấy chứ, biết sáng tạo. Wow. Chị luôn, em giỏi chưa? Em rơi cao thì em sẽ làm chúng. Chạy. Nào, sổ em nhảy. Chị thì ném không trúng em, chị phải ném em chỗ khác. Thì em cố tình em ném bên đầu chị mà. Thế chị tí nữa chị thử cố tình ném bên đầu em xem có trúng không nhá. Đây em đây này. Khổ, em cứ nói tiếng Pháp nhỉ em. Ôi, tôi có lỗi, cứ không được ném lại đằng sau thế nó lại rơi. Ừ, đúng. Ném sang chị mà. Ném sang chị mà. Ném phía trước. Ừ, ném phía trước. Ném sang chị mà. Thế vườn nhà cháu giờ đầy cây Việt Nam à? Không. Rau muống, rau cải, rau. Ngày xưa thì nhiều thế nhá, từ cái ngày mà từ năm 2009 cháu không chả, cháu chả trồng được cái gì nữa. Thì sức cháu không có, cứ làm 5 phút là cháu lại. 5 phút bao giờ chân tay nó lại run lùng lùng. Nó mệt, 5 phút sau là cháu không làm được cái gì nữa, nó nhũn. Tức là mình vừa ăn xong mà vẫn mệt được. Kể cả vừa ăn xong. Từ năm đấy giờ cháu chả làm gì, thỉnh thoảng vẫn cố. Lần nào mà muốn trồng cái gì, mẹ kêu chồng nó là anh mang cái máy ra anh xới đất cho em. Xong anh ấy xới, và anh đem máy ra anh xới ra đấy thì là cháu làm tiếp cho gieo. Vẫn là gieo vội, gieo vàng để cho nó nở thôi. Còn năm ngoái thì cháu cũng chỉ trồng được mấy cái loại rau như rau củ Pháp ấy, mua hành với mua mấy cây rau về trồng. Thế thôi, cháu không trồng. Các thứ đều rẻ hơn Việt Nam. Thịt bò 90.000 một cân. Các thứ đều rẻ, nhà cũng rẻ. Thế anh Quân cứ bảo là bây giờ con mua cho mẹ một cái nhà, xong rồi mẹ sang mẹ một cái bố, không ở chung với các con để cho bố mẹ phần mà. Anh ấy đúng kiểu tay đấy. Bằng cái này bằng một tay không? Bên này cháu còn bé, cháu phải về chứ giờ mình nghĩ sang ngồi chơi với cháu còn bé để cần trông cháu. Cháu thấy anh nghĩ đúng. Thêm vài năm nữa bác yếu hẳn thì nó lại. Cháu thấy anh nghĩ đúng, bác có thể suy nghĩ. Nếu anh Phúc anh nghĩ như vậy rồi thì cháu nhà, ví dụ như 20.000 đô mua được cái nhà tại chung cư 50 mét. Thế theo cháu thì mình thì bác nên cân nhắc cho cái ý của anh Phúc. Anh cứ bảo anh làm cho bác, anh làm viết cho bác là có 2.800, đúng không? Tức là 2.800 một cái viết, là đúng bác rồi. Cứ muốn đi xa mua bé, đúng rồi. Thì bác bảo tự nhiên thì mất 2.800 trong cái đó. Không, bác đừng tiếc. Đi đâu anh ấy làm được. Nếu bác đi thì bây giờ anh ấy sẽ mời bác. Đúng rồi. Thực ra anh viết giấy mời như thế mỗi lần như thế nó cũng tốn, mà cái kia anh làm một lần bác đi thoải mái thì là nó còn ít đỡ tốn hơn là cái làm theo giấy mời bây giờ. Vì làm theo giấy mời bây giờ bác lại phải đi làm, mà mỗi lần bác lại phải ra bác xin visa, bác phải đủ thứ, thì cộng dần đến vài lần nó quá cái tiền anh làm cái VIP kia cho bác. Đúng rồi, theo cháu thì sao bác khi nào con có con. Bác đợi đến lúc đấy là bác lớn tuổi hẳn lên rồi thì lúc ấy mọi cái nào bác vẫn sống theo kiểu là Việt Nam quá, không biết sống cho mình, tức là không biết sống cho mình, mà đến cái chờ đến cái lúc mà con cái các cháu nó lớn hết rồi thì đâu còn thời gian để sống cho mình nữa. Thì bây giờ cháu thấy là anh ấy bàn là hai bác về ở với nhau ấy, về sống chung với nhau là cháu thấy là hợp lý đấy. Bởi vì anh Đức với chị Hạnh, anh Đức với chị Hạnh cũng có đủ điều kiện để mà tư người giúp việc cơ mà. Đùa đấy, đang chơi để bố mà phản đáp. Thôi Việt Long, tốt. Ôi đây. Không đánh chị đau. Không, nhưng mà thí dụ như là cái váng